chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Để đến với video tiếp theo của em trong buổi chiều tối hôm nay. Hiện tại là em đang ở khu vực Tân Phú nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì lâu lắm rồi em mới ghé lại một cái địa điểm về bánh mì nướng ớt đỏ. Thì hiện tại là em đang đứng trên đường Trương Vĩnh Ký và Trương Văn Lĩnh. Cái chỗ mà bánh mì nướng ớt đỏ đó ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, nó nằm ở Nguyễn Xuân Khoát nha. Địa chỉ 118, nó giờ về, bữa nay là giờ về đường Trương Vĩnh Ký. Dạ, đây các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đứng xếp hàng rất là đông. Hôm nay em chia sẻ đến cho ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Đó, đây, cô làm này. Bánh mì nướng, hình như qua bên này thì mình thấy cái không gian nó nhỏ hơn nha ông bà, cô chú. Đây, hai số điện thoại đẹp đàng. Khách đang đứng chờ. Rồi, không biết phía bên này được không. Chào cô nha. Dạ. Đó. Ủa mà mình chuyển về bên này mình bán từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 2 giờ. Dạ. Tới mấy giờ? 2 giờ. Dạ. Dạ, đó. Dạ. Ờ. Lúc trước là cô bán ở bên đường Nguyễn Xuân Khoát đó các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Đó, thấy không biết. À, đây bánh mì. Chú mới chú chuyển về đây được, chú kêu nói là được 6 tháng rồi, cô chú được 6 tháng rồi. Bà cô chú đến đọc. Đây là bánh mì nè. Một phần là 20k nha ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hình như con thấy qua đây cái tủ mình nó nhỏ hơn phải không chú? Dạ. Làm tủ nhỏ hơn bên kia. Bên kia là hấp dẫn lắm. Chỗ nó nhỏ quá. Dạ, cái không gian của ta. Này nó nhỏ. Dạ, thấy không gian nó cũng nhỏ quá. Nhỏ quá phải mua cái tủ nhỏ. Dạ. Còn cái tủ lớn đang để nhà. Dạ. Tủ lớn ra tới đây là. À, đúng rồi, thấy cái tủ lớn dài ra. Chỗ để đúng không? Đây là có tủ đứng. Dạ. Ai vô nữa. Cái tủ kia nó tới mét 6, mét 7 rồi. Dạ. Cái này có mét 1 rồi. Mét 1 rồi, phụ rồi chứ là lọt lòng nó có 1 mét rồi. Dạ. Rồi cũng quen rồi. Quen. Kia để thoải mái hơn. Dạ. Bên kia thì nó rộng hơn. Dạ, được nhiều hơn. Dạ. Giờ này bán cũng được chứ chú hả? Là ra. Dạ. Hôm nay tình giá nhà nghèo mà. À. cũng sống được đúng không? À. Dạ. Hôm nay tình cờ mình đi ngang qua đây nha. Thì mình thấy mình cũng đó. Không gian ở cô nè. Giờ như thế nào để quay được nè. Khó quay lắm. Chú kể là năm nay kinh tế cũng khó khăn quá.
đúng rồi. Nếu mà làm lớp lần cho rồi. Dạ, cũng lần được. Nếu là làm thêm cái này là tá kịp lên cái này kiếm tiền. Đó là vui. Dạ. Đi đây đi đó. Chưa bánh chút ba nhé. Bố con làm nha, cô đã vô rồi. Bánh mì nướng muối ớt nha quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ. Ẩm thực đường phố Sài Gòn. Những ngày giáp Tết. Địa chỉ của chúng ta đó là 118 Trương Vĩnh Ký. Con không biết đi đường này lắm. Dạ. Dạ. Ba hộp cho chị khách nè. Chú nói là năm nay kinh tế khó khăn quá. Người Sài Gòn cuối năm rồi mà cũng không có nhộn nhịp gì cho lắm. Ủa năm nay vậy về quê em chú? Về đâu về? À. Về đâu về? Em ơi, ông bán bánh mì, ông sắm vàng nguyên năm. Gần 80 rồi. Vàng hả? Vàng 80 rồi. Đó. Chú nói tiền đâu về kìa. Chị khách chứ kêu bán nguyên năm rồi. Hạ giá xuống đó mà lên tới 80 luôn. Dạ. Ờ khách tới nè ông bà cô chú. Chị khách nói là sống giòn là niềm đam mê thôi. Rồi, cái này tao quay trực tiếp kìa. Cho lên luôn. Cuộc sống Sài Gòn TV luôn. Ba hộp à chị? Trực tiếp đó. Dạ. 2 cây với 1 con cây nha. 2 cây với 1 con cây. Bây giờ nó kìa em quay lại. Rồi, gặp lấy. Của chị đó ba hộp nha. Em chị cây cho bé. Rồi, chị cây. 1 con cây. Rồi. Chưa có đâu. Giờ phải chờ trong này con gái làm xong rồi mới được. Chú, ủa sao chú không nướng lên nữa? Đủ hả? Từ nướng. Từ nướng. Từ nướng nha, nướng này đâu có ngon lành nè. Thôi chậm. Bây giờ chậm thì mình phải chờ khách nha. Dạ. Câu rồi. Do nên con người mình nó khác cái máy là vậy. Dạ. Mình cảm nhận được. Máy dạ. Hốt thì cứ làm, mình không phải chạy theo máy. Dạ. Chăm theo khách. Dạ là ở bên Nguyễn Xuân Phát là chị cũng thường ăn bên đó hả? Chị cũng thường ăn bên đó hả? À. Alo. À. Chị có mua đồ chưa? Dạ. Ừ. Chị mua đó nè. Thì hôm nay chia sẻ đến cho quý ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Thế về bánh mì nướng ớt đỏ rất là nổi tiếng một thời luôn, từ năm mấy năm nay luôn ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nay chú chuyển về địa chỉ mới đó là 118 Trương Vĩnh Ký nha. Dạ. Mở YouTube ra cái mê vàng. À mê vàng. Quay trực tiếp đó. Rồi cảm ơn anh chị. Có hai hộp bóc đậu cho con. Có làm cái tiền gà cho gái này luôn đi, 60.000.